Ok, em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio. Clip này thì em test cho anh em mình nghe hai cái cặp loa rung của JBL hàng em mới vừa về. Con này là từ Neo anh em và em thấy nó khá là lạ luôn. Anh em mình có thể thấy nha. Đó, đây là cái từ Neo của em nó. Một tí nữa em sẽ test cho anh em mình nghe một đoạn nhạc ngắn nha. Tiếng nó rất là sáng. JBL. Đây nó có mã là 3001565. Đây. Con này là đường kính 16 nha anh em, để em đo chính xác cho anh em mình xem nha. Đo chính xác em nó là 16,5 cm. Màng giấy, gân là gân vải xếp, gân vải rất là mềm anh em ạ. Con này thì dạng nó giống như toàn giải vậy đó anh em. Nhưng mà em nghe em cảm nhận cái tiếng bass con này nó không hay lắm. Nhưng mà cái tiếng trung của nó cực kỳ sáng và bén luôn. Để em mở nhạc em test cho anh em mình nghe một đoạn nha. Để anh em mình nghe cảm nhận được chất âm của em nó ha. Hiện tại thì chỉ có một loa này hát thôi nha anh em. Anh em mình lấy con này về làm loa trung là tuyệt vời luôn. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu say sầu mà lại nỡ qua cầu sáng nghe. Buồn làm chi em ơi, hết duyên cho hoa kia ua tàn, thương số kiếp bé bàng, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Ok, thì em chỉ test có một lo này thôi nha anh em nha, duy nhất một lo này hát thôi. Anh em mình có thể thấy nha, thì em câu tạm vô để mà em test cho anh em mình nha. Thì tiếng nó rất là sáng và bay anh em ạ. À, anh em mình sử dụng con này để mà karaoke với lại loa bass 25-30 trong gia đình rồi lộ vô tư nha. Anh em mình làm loa trung cho mấy loa bass cỡ chừng 25-30-40 rồi trong gia đình đều được. Tại con này công suất nó khá là khỏe nha, con nó cũng khá là to luôn ha. Và từ của em nó từ Neo nha, từ Neo hít rất là mạnh. Thì em về hai cặp thì có một chiếc nó bị rơi mất cái tem rồi anh em. Đó, thì nếu như mà cái chiếc này mà nó có cái tem á là nó cũng giống như mấy cái chiếc kia thôi. Gân là gân vải nha anh em, gân vải. Đó, anh em mình có thể thấy rất là mềm nha, gân vải này rất là mềm. Ok, em về được hai đôi từ Neo, từ rất là mạnh nha. Từ này là từ Neo nha anh em. Đó, mấy gân này thì chắc là do vận chuyển lâu quá không dùng á thì nó có hơi bị nhăn tí nha. Hiện tại thì nó vẫn đang hát bình thường. Chắc này về anh em mình hát thời gian là nó trở lại bình thường thôi ha, không ảnh hưởng gì nha anh em. Ok, em có hai đôi, tiếng rất là sáng và bay, thích hợp cho anh em mình làm loa trung karaoke nghe nhạc rất là tuyệt vời. Đó, hàng thì riêng nguyên bản nha anh em ha, riêng nguyên bản hết, chỉ có hai đôi thôi. Lâu lâu thì em có mấy ông anh bên kia sưu tầm được mấy loa độc rồi gửi về. Đó, cũng không có nhiều anh em, lâu lâu được mấy cặp độc đã lắm. Nhiều nỗi theo hoa rơi bên tiếng rất là sáng nha anh em, tiếng cực kỳ sáng luôn. Ok,
Đó, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em có hai đôi nha. Giá thì em để trên phần tiêu đề cho anh em mình tham khảo. Nếu như mà em bán rồi thì em sẽ gửi cái giá xuống nha. Và nếu như mà hai đôi này bán rồi thì chắc cũng không có hàng nữa anh em. Đó, tại vì những cái mặt hàng này có đôi khi á sưu tầm mấy hàng độc không à, nhưng mà có qua lần rồi là không có nữa. Đó, nó độc vậy đó. Rồi ok ha. Thì anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Rồi, clip của em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.